Cách đây ít ngày, huấn luyện viên Kiatisak đã chia sẻ trên trang cá nhân Facebook với dòng trạng thái: "Không sao đâu, tôi vẫn ở đây rất lâu." Động thái này cho thấy huấn luyện viên Kiatisak sẽ gắn bó lâu dài với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và sẽ không dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Việc không thể mời huấn luyện viên Kiatisak buộc Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải tìm kiếm một huấn luyện viên để dẫn dắt đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm. Theo thông tin từ tờ báo Siam Sports, hợp đồng giữa Ponking và Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ có tính chất ngắn hạn, kéo dài trong 4 tháng. Cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2021 với mục tiêu vô địch. Huấn luyện viên Alexander Ponking sinh năm 1976, mang hai quốc tịch Brazil và Đức. Ông từng là trợ lý số 1 cho Winfried Schäfer tại đội tuyển Thái Lan giai đoạn từ 2012 đến 2013. Sau đó, chiến lược gia 44 tuổi này lần lượt dẫn dắt Army United và Sunfaburi. Từ năm 2014, ông đảm nhận vị trí huấn luyện viên tại câu lạc bộ True Bangkok United, biến đổi thành một thế lực tại Thái League. Ông cùng đội có hai lần đoạt ngôi Á quân Thái League vào các năm 2016-2018 và một lần đoạt ngôi Á quân Cúp FA Thái Lan vào năm 2017. Theo ASEAN Football, Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ ký hợp đồng ngắn hạn với huấn luyện viên Ponking tới hết năm nay. Nếu vị cựu thuyền trưởng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giúp Voi Chiến vô địch AFF Cup 2021, ông hoàn toàn có thể nhận được một hợp đồng mới có thời gian dài hơn. Ở mùa bóng 2021 vừa qua, huấn luyện viên Ponking đã sang Việt Nam dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với mức lương được đồn đoán lên đến 700 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, nhà cầm quân này chưa thể giúp Chiến Hạm Đỏ lột xác giống như cách huấn luyện viên Kiatisak đã làm với Hoàng Anh Gia Lai. Đó cũng là lý do khiến phía đội bóng Sài Thành trì hoãn việc gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân 45 tuổi này. AFF Cup 2021 dự kiến khởi tranh từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 đến mùng 1 tháng 1 năm 2022. Đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Philippines, Singapore và đội thắng trong trận playoff giữa Brunei và Timor Leste.